Ngày 3 tháng 4, công ty cổ phần đầu tư TNC Land khởi công xây dựng dự án nhà ở xã hội khu dân cư Đại Thắng, khu đô thị Peace Village thuộc địa phận phường Đồng Tiến và phường Bãi Bông, thành phố Phổ Yên. Dự lễ khởi công có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Dự án nhà ở xã hội khu dân cư Đại Thắng, khu đô thị Peace Village với vị trí đắc địa ở cửa ngõ phía nam của tỉnh Thái Nguyên, nằm cạnh trục đường cao tốc Hà Nội Thái Nguyên là khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp, hệ thống giao thông thuận tiện, gần với khu vực hành chính, giáo dục, y tế, giải trí của thành phố Phổ Yên. Với tổng diện tích 11,08 ha, trong đó 8.432 m2 đất được giao cho công ty cổ phần TNZ triển khai xây dựng 395 căn nhà ở xã hội với diện tích 3.963 m2, được bố trí đa dạng các loại hình căn hộ, gồm 34 căn nhà ở liền kề xây 2 tầng, một tòa nhà chung cư cao 18 tầng với 361 căn hộ, để dự án được triển khai hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo yêu cầu chất lượng công trình phát biểu tại lễ khởi công thay mặt lãnh đạo tỉnh đồng chí lê quang tiến phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị thi công tư vấn giám sát tuân thủ nghiêm các quy định nêu cao tinh thần trách nhiệm thường xuyên theo dõi kiểm tra giám sát quá trình thi công đồng thời nghiên cứu tính toán đề xuất giá bán cho thuê phù hợp với thu nhập của người lao động đề xuất các sở ngành thành phố Phổ Yên phối hợp chặt chẽ đảm bảo công tác an ninh trật tự trong quá trình triển khai dự án. Là dự án nhà ở xã hội đầu tiên được khởi công trên địa bàn thành phố Phổ Yên, dự kiến đáp ứng nhu cầu nhà ở cho gần 800 lao động của các đơn vị nhà máy trên địa bàn. Dự án được TNG Land xây dựng với mong muốn của chủ đầu tư sẽ đảm bảo tiêu chuẩn về kỹ thuật và thẩm mỹ cũng như sự phát triển bền vững của cộng đồng dân cư. Dự kiến quý 4 năm 2025, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.